Sáng ngày 13 tháng 6, Hội người cao tuổi huyện phối hợp Ủy ban nhân dân, Hội người cao tuổi thị trấn Đa Phước bàn giao nhà tình thương cho ông Nguyễn Văn Mẫn, 68 tuổi, ngụ khóm Hà Bao 1. Căn nhà có diện tích 52m², kết cấu sàn gỗ, vách mái lập tôn, trị giá 50 triệu đồng do Hội người cao tuổi thị trấn vận động hỗ trợ. Đại diện gia đình bà Nguyễn Thị Thu, vợ ông Mẫn vui mừng cho biết, có được căn nhà là mơ ước bấy lâu nay và rất cảm ơn chính quyền địa phương đã quan tâm, hỗ trợ cho gia đình có được mái ấm kiên cố, an toàn. Phát biểu tại lễ bàn giao, ông Nguyễn Văn Anh, Phó trưởng ban đại diện Hội người cao tuổi huyện cảm ơn sự quan tâm hỗ trợ của cấp ủy, chính quyền thị trấn. Đối với gia đình, ông Nguyễn Văn Anh mong rằng, thời gian tới, vợ chồng ông Mẫn giữ gìn sức khỏe, giáo dục, động viên con cháu thực hiện tốt các chủ trương của đảng, chính sách, pháp luật của nhà nước, phấn đấu chăm lo lao động sản xuất, ổn định cuộc sống. Dịp này, Hội người cao tuổi huyện trao tặng phần quà 500.000 đồng tiền mặt. Địa phương trao tặng gạo và các vật dụng sinh hoạt cho gia đình.